Xin chào quý vị và các bạn, trước đây chúng ta đã có một thời rộ lên phong trào chơi iPhone 5C Lock. Sau đó một thời gian thì chúng ta có iPhone 5, 5S Lock. Nhờ vào cái mức giá quá là rẻ và đến thời điểm hiện tại thì những chiếc iPhone 6 Lock bắt đầu lên ngôi. Giá đến cái thời điểm này thì đã quá là ngon rồi. Với 3.990.000 thì tại XT-Mobile các bạn đã có thể sở hữu cho mình ngay một em táo với chế độ bảo hành mặc định 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng theo chính sách của XT-Mobile. Đầu tiên chúng ta xét về cái thiết kế của chiếc máy này thì mình khẳng định đây không phải là thiết kế đã lỗi thời, vì hiện nay vẫn còn rất nhiều hãng vẫn đi theo hay còn gọi là làm giống thiết kế của iPhone 6. Hay là người kế nhiệm của nó như là chiếc iPhone 6S và chiếc iPhone 7 vẫn đang sử dụng lại thiết kế bo tròn 4 góc 4 cạnh này. Thế nên đây vẫn sẽ là một chiếc máy có thiết kế hợp lý đáng để cho các bạn lựa chọn. Camera sau của chiếc máy này thì chỉ có 8MP cell và 1.2MP cell cho camera trước. Nhưng mà cái bộ đôi camera này thì vẫn cho ra chất lượng ảnh là khá tốt. Tốt trong phân khúc tầm giá là 4 triệu nếu so với một số máy tầm trung khác. Còn nếu mà so với S6 cũ đang có phân khúc giá là xem thì có vẻ như camera này hơi bị đuối. Nhưng mà theo cái đánh giá của mình thì camera sau của chiếc iPhone 6 vẫn nằm ở mức đủ dùng và camera trước vẫn đáp ứng tốt cho các bạn gái kết hợp selfie cùng camera 360. Hiệu năng có lẽ là phần mà anh em đang thắc mắc nhất ở thời điểm này, do mình đã từng nói về chiếc iPhone 5S khi nên iOS 10 đã gặp tình trạng là phản hồi chậm khi mà vào một số app như là Facebook. Thì với iPhone 6 cái tình trạng tương tự cũng đã xảy ra, nhưng mà cái tình trạng này nó xảy ra ít hơn. Nói chung là về game khá nặng thì cũng vẫn chơi ok. Và còn một điểm nữa đó là nếu như các bạn đã và đang sở hữu chiếc iPhone 6 chạy iOS 9 thì tốt nhất là các bạn đừng nâng lên iOS 10. Điểm tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho chiếc máy này so với bản quốc tế đó là nằm ở phần cái SIM ghép. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã có SIM ghép 4G, tất cả các lỗi đã không còn xuất hiện trên chiếc máy này và khoảng cách giữa chiếc máy quốc tế và chiếc máy lốc bây giờ chỉ nằm ở mức đó là chiếc máy lốc thì sẽ phải xài thêm SIM ghép mà thôi, không lo ngại về vấn đề lỗi vặt gì nữa. Cũng như là chúng ta có khả năng update OTA hoàn toàn bình thường, nhưng mà các bạn lưu ý như mình đã nhắc ở bên trên, nếu mà các bạn đang sử dụng iPhone 6, iOS 9 đừng nâng lên iOS 10. Và những chiếc iPhone 6 lốc này có nguồn gốc từ đâu? Liệu máy Mỹ thì có về từ Mỹ hay không? Và lốc Nhật thì có về từ Nhật hay không? Thì mình xin trả lời là không. Đa số tất cả các chiếc máy iPhone cũ 99% quốc tế hay là lốc gì đó ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta, kể cả ở XT-Mobile đang bán thì đa số đều được nhập về từ thẩm quyến Trung Quốc. Trừ các mẫu iPhone của Hàn Quốc thì XT-Mobile cam kết là nhập trực tiếp từ Hàn. Đơn giản một điều đó là tại Việt Nam của chúng ta chưa có thương gia nào đủ mạnh để có thể gom hàng với số lượng lớn từ tất cả các nước như Nhật và Mỹ. Thế nên chúng ta sẽ phải nhờ vào các cái nguồn hàng từ trung gian bên nước bạn mà thôi. Nhưng mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là khi máy về đến XT-Mobile thì sẽ có đội ngũ kỹ thuật test trước khi đưa đến tay các bạn. Nếu như chiếc máy chúng ta chỉ cần không đạt chuẩn một xíu, ví dụ như về camera cũng như về loa thôi, thì các bạn muốn mua những chiếc máy đó cũng không được đâu. Và đó là những chia sẻ của mình về chiếc iPhone 6 lốc với mức giá chỉ hơn 3 triệu. Thực sự thì đây là một chiếc máy cực kỳ đáng để cho các bạn quan tâm, và đặc biệt là có SIM ghép 4G. Chiếc máy không còn khoảng cách gì so với chiếc máy quốc tế ngoài cái SIM ghép mà thôi. Thực sự thì đây là một chiếc máy cực kỳ đáng để cho các bạn quan tâm, đặc biệt là bây giờ đã có SIM ghép 4G rồi, khoảng cách không còn quá là xa giữa chiếc máy quốc tế và chiếc máy lốc. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn có định chọn mua nó hay không? Hay là các bạn sẽ chọn mua những chiếc iPhone quốc tế? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Và nhớ bấm vào subscribe channel để có thể xem thêm nhiều video công nghệ trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.